Xin chào và xin mời tất cả bà con và mọi người đã quay trở lại cái đàm phòng nha. Mình đã vào đây. Hôm nay cũng 10 tháng 10 ngày chủ nhật nha. Mình đã vào cho bà con, cho mọi người một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, ý nghĩa và nhiều sức khỏe nha. Thì bà con thì trong thời gian qua bà con và mọi người đã mua cái đàm phòng mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn nha. Nếu bà con nào lần đầu tiên xem kênh mình hoặc chưa đăng ký ủng hộ kênh mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký miễn phí với con nha. Bà con và mọi người nhớ bấm nút chuông nha để xem những video giải cảm nhất là hàng ngày của mình. Vừa có thêm hôm nay ngày chủ nhật, mình đã vào sẽ quay trở lại đối với nhà cà phê nhà tiêu tại địa phương ở tỉnh ngày hôm nay sẽ thử thay đổi ra sao cho bà con tham khảo thì đỡ đọc đến một bản bà con nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người thăm mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày chủ nhật nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày chủ nhật tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua bao giá cà phê là 41.100 đồng trên ký. Giá tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 88.600 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào lịch nhỏ bà con nha. Thưa bà con, khi bà con bán ra giá tiêu lịch nhỏ, lịch thiếu hay lịch đủ thì giá tiền cũng ngang ngửa nhau. Vì sao là như vậy? Vì khi đại lý người ta mua lịch nhỏ thì người ta sẽ mua giá cao hơn, còn nếu người ta mua lịch đủ, lịch đúng, lịch chuẩn thì người ta sẽ mua giá thấp hơn. Vì vậy khi bà con bán ra thì không có gì thay đổi nhiều bà con nha. Nếu bà con thấy kênh đài phù hợp mình vui vì bổ ích thì cho mình xin một like.